đi bảo được con. Nè, nhớ chăm sóc cho tốt cha của con nghe không? Để nằm một chỗ hoài á là dễ lỡ lắm. Nhớ mỗi ngày á cho ông ngồi dậy tập, ông đi đứng cử động. Bác hai ơi, hai hôm ấy bác hai đi lên Sài Gòn chung với tụi con luôn đi. Đi mà bác hai. Không có được. Trời ơi, bác cũng muốn lắm, nhưng mà cái thằng Kim Cẩm này nè, chắc chắn nó không cho bác đi. Là tại vì bác biết nhiều bí mật của nó. Thế nào nó cũng phải giữ bác lại ở cái nhà lớn. Trong thâm tâm của bác, bác cũng muốn ở lại đây để bác coi cái cử động của nó như thế nào. Để bác biết rồi bác báo cho hai con biết. Con biết là bác nói đúng, nhưng mà tự nhiên con thấy lo lắm. Con yên tâm đi, bác biết cách chiều chuộng cái thằng này, nó không có làm được gì bác đâu. Vậy thôi, bác giữ sức khỏe nha, tụi con đi. Bác ơi, cuốn sổ. Trong cuốn sổ đó toàn là mật mã không à. Phải giải thích ra thì mới hiểu rõ được cái thằng này như thế nào. Chính cha của con Thư còn không hiểu nó nói cái gì mà. Đi đi, tụi con đi đi. Nhớ chăm sóc cho cha con, đừng bao giờ quay trở lại chỗ này nữa. Đi đi. Dạ. Con đi nha bác. Đi đi, lẹ lên, đi đi. Con đi bác hai. Hết thời gian rồi. Dạ. Đi đi. Em muốn hỏi gì thì hỏi đi. Anh biết rồi còn hỏi. Mấy bữa nay anh giữ bí mật quá, em muốn hỏi nhưng mà không dám luôn. Em muốn biết bằng cách nào anh giữ chư nhân sổi để mình tổ chức lễ tang giả cho cha em. Ừ. Anh này. Anh theo dõi thấy ông ký giả Đăng Minh Chiếu vẫn luôn quan hệ chặt chẽ với Kim Cẩm. Anh điều tra ra, lần trước Đăng Minh Chiếu buôn hàng cấm do Kim Cẩm tố cáo mà bị truy nã. Rồi sau đó lại chính Kim Cẩm phải chạy dậy cho tay ký giả này trắng án, thoát khỏi án truy nã. Rõ ràng mối quan hệ của hai tên này là bằng mặt chứ không bằng lòng. Dẫu cơm không lành, canh không ngọt, nhưng vì chúng có chung nhiều mối quan hệ ràng buộc nên phải hợp tác cùng nhau. Với loại quan hệ này, cách tốt nhất để phá hỏng là nghi ngờ. Chỉ cần nghi ngờ, một trong hai người sẽ tìm cách phóng dao vào lưng đối phương. Ngay khi Đăng Minh Chiếu quay lại Sài Gòn, anh biết hắn sẽ trả đũa đối thủ của hắn. Cho nên Kim Cẩm phải lên Sài Gòn để tìm tới hậu thuẫn của mình. Hầu như tất cả các mối quan hệ của Kim Cẩm đều ở Sài Gòn. Đây là điều anh biết được từ cuốn sổ ghi chép phi vụ phi pháp của hắn. Nhưng chỉ sợ như vậy vẫn chưa đủ níu kéo chân hắn ở lại Sài Gòn lâu hơn. Anh phải chuẩn bị hậu chiêu. Dạ thưa đại ca, có người gửi đại ca cái lá thư. Dạ đại ca. Thơ này mày lấy đâu ra? Có thằng bán báo dạo đưa cho em cái thơ này nè. Bây giờ nó đang ở đâu? Em biết nó mới vừa rời khỏi Bạc Liêu hai ngày nay. Vậy thì tao tin vào lá thư này. Nhưng dù thằng gửi thư là ai thì nó cũng là kẻ thù của băng Diều Hâu. Anh em mình đi. Dạ. Ê, kéo xe đứng lại mày. Đi đi. Đi chỗ khác mày. Tụi bay đánh nó cho tao. Đập nó. Tụi bay đuổi theo. Dạ dạ. Nhanh lên. Đứng lại mày. Đứng lại. Đó. Đứng lại đó. Tao chắc chắn nó đau như vậy nó không thể thoát được. Tao tin là nó không có chạy xa đâu. Đi kiếm nó. Đi. Dạ. Đúng là người ác sống dai thiệt. Đúng vậy. Nhưng chúng ta là người tốt. Người tốt không nên
và cũng không thể đi quá giới hạn. Vì vậy anh đành phải thương kế tụ kế để Băng Diều Hầu trừng trị hắn, vì bọn chúng vốn có thâm thù. Thực ra khi bày kế này, anh cũng chỉ muốn kìm chân hắn lại. Nếu hắn trở về nhà sớm, kịp lúc vừa phát tang cha, thể nào hắn cũng đòi xem mặt cha lần cuối. Em biết rồi, nhưng mà em vẫn thấy tiếc quá. Tội nợ của hắn nặng lắm, không thể cho hắn kết thúc nhẹ nhàng như vậy được. Mình phải đưa hắn ra công lý, kết tội hắn, và những người bị hại có thể đứng ra chỉ tội hắn. Đó mới là cách trả thù của người quân tử. Trước đây em từng nghĩ cứ trốn tránh kẻ thù vì hắn quá mạnh, quá dảo hoạt. Nhưng đây là lần đầu tiên em cảm thấy hy vọng ở chiến thắng đó anh. Em phải tin vào công lý chứ. Cái thiện luôn thắng cái ác. Với lại xung quanh em còn có bao nhiêu người yêu thương em, cổ vũ em, cũng cần em nữa. Nếu mình chưa chiến thắng thì đó chưa phải là đại kết cục, có phải không? Ừ. Và lần này chính em đã góp phần giành giật sự sống và tự do cho cha em. Giờ này chắc là anh Ba Búa đã đưa cha về nhà ảnh an toàn rồi anh ha. Anh Ba Búa cũng giúp đỡ anh trong chuyện này rất nhiều, trong quá trình điều tra về kim cảm giả đó. Ừ. Anh Ba tốt bụng thiệt á. Chị Hai Nguyệt có bầu sắp sanh mà ảnh vẫn lãnh việc của em luôn. Ảnh nói cha chỉ có một nên phải đích thân ảnh làm chứ không thể giao cho ai khác được. Hiện thời cha sẽ ở tạm nhà ảnh. Dì Trình cũng có giới thiệu một ông thầy lang bậy rất hay, trị chứng liệt người rất mát tai lắm. Nhưng mà ông thầy đó bây giờ đi tu trong núi Bà Đen rồi. Một năm ổng chỉ xuống núi chữa bệnh tại nhà một lần. Không biết cha em có may mắn gặp được thầy lang bậy không nữa. Chắc là được thôi mà em. Lên Sài Gòn chuyến này có lẽ anh sẽ không thu xếp thời gian được để đưa cha đi chữa bệnh cùng em được rồi. Em đừng có giận anh nha. Anh lo vụ điều tra kim cẩm giả cũng là chuyện của nhà em mà. Em không có giận anh đâu. Tạm thời thằng kim cẩm giả đó sẽ rất bận rộn với chuyện thừa kế nên hắn sẽ không làm phiền em đâu. Nhưng nếu hắn tìm cớ để gặp em thì em phải tìm cách từ chối nha. Anh không an tâm chút nào. Ừ. Mình đi. Cha ơi, cha ráng uống miếng thuốc nha cha. Con đỡ cha nằm xuống một chút rồi mình uống tiếp nha cha. Con ở đây hổm giờ con thấy ngại quá, phiền má với anh Ba quá. Có gì đâu con. Má nghe thằng Ba Búa nó kể chuyện nhà con rồi. Con cũng không ngại má biết chuyện nhà con đâu ha. Có gì đâu má, mình coi như cũng là người trong nhà, con đâu có ngại gì đâu. Trước khi mà đưa cha con về đây á, thì thằng Ba Búa nó đã giải thích cái chuyện nhà của con cho má biết rồi. Nó sợ là con Hai Nguyệt với má không có ưng nên nó kể trước. Má nghe mà thấy thương con quá. Thấy con còn nhỏ như vậy á mà phải đối mặt với cái âm mưu ác độc của họ. Cha con ở đây á thì yên tâm rồi, không ai biết được đâu. Con cảm ơn má, cảm ơn chị Hai với lại anh Ba lắm. Bây giờ con đang cố, con ráng chăm sóc cha và thuyết phục thầy Bảy chữa bệnh cho cha. Má cũng nghe nói là ông Lang Bảy ông giỏi lắm, mà ông trị bệnh á, ông cũng không có đòi hỏi tiền bạc gì hết con. Nhưng mà ông cũng khó tánh trời thần đất lỡ lắm đó. Không phải là ai tới ông cũng nhận chữa trị đâu đó.
Con cũng có nghe dì Trình nói vậy đó má. À, nhưng con nhất định con sẽ không bỏ cuộc đâu. Một tia hy vọng thôi, con cũng sẽ cố gắng giành lấy. Ờ, trên đời này á, có đứa con gái như con mà có cái suy nghĩ như vậy là hiếm lắm đó đà. Cũng bình thường thôi má. Con là phận làm con, cha má chỉ có duy nhất ở trên đời mà thôi. Ừ. Con à, bậc làm cha làm mẹ cũng vậy thôi, lúc nào cũng hy sinh cho con cái hết à. Có cha mẹ nào lại muốn từ bỏ nấm ruột của mình đâu chứ. Cha ơi, cha cố lên nha cha. Con nhất định sẽ tìm cách đưa cha đi để trị bệnh mà. Dạ đại ca. Dạ thưa đại ca, sau khi lượt lại em nghĩ có ba chỗ mà cổ có thể sẽ lui tới. Nhưng mà đại ca cho em xin chút thời gian để em trà lại xem ở đó có đứa nhân viên nào trực cái ca đó không. Với lại em cũng cần tìm hiểu thêm ngày đó, giờ đó có ai sanh nữa không chứ. Không muốn người ta biết thì đừng có làm, nhưng nếu đã làm thì chắc chắn phải có chỗ hở. Được, mày cứ ra đi. Dạ. Tao không tin là không tìm ra. Dạ đại ca. Cổ bị mất con cho nên cổ mới tâm trạng như vậy. Ngày nào cổ cũng chạy vô nhà bảo sanh để mà hù người khác. Tụi tôi cản hoài mà không được. Ơ à, tôi nhìn à, cô quen quen. Cô nhớ tôi đúng không? Tôi chính là người phụ nữ mà hôm đó cô đã đỡ sanh cho tôi đó. Chỉ tiếc là thằng nhỏ sống không nổi. Cô nhớ ra tôi chứ? Nhớ rồi, tôi nhớ ra cô rồi. Cô là cái người mà đẻ ra rồi bị mất con, rồi nửa đêm đó cô cũng biến mất, làm tôi bị nữ hồi sinh trưởng kiểm thảo, bị trừ một tháng lương lận đó. Cô thông cảm cho tôi nha. Đêm đó mất con cho nên tôi cuồng trí. Tôi không biết phải làm gì hết. Tôi chỉ biết đi lang thang thôi. Bữa nay tôi đến đây là để đền bù cho cô. Được rồi mà cô. Cô cầm đi. Tôi hiểu mà, không có sao hết. Má nào mất con mà không vậy. Người đàn bà hồi nãy cô thấy á, đêm đó bà cũng bị mất con như vậy. Rồi bà cũng bị người ta ẵm mất con đi trong đêm đó luôn. Ơ à, số tiền này đủ để cho cô chuyển đi xứ khác, hoặc là kiếm một nhà bảo sanh nào khác để làm. Biết nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt. Cô có hiểu không? Cô phải giữ im lặng. Nếu không, tôi sẽ có trăm ngàn cách để giữ cô im lặng mãi mãi. Cô hiểu chứ? Nhớ đó, đi ngay đêm nay. Người của tôi sẽ ở bên ngoài coi chừng cô.
Nếu như cô không hoảng sợ bứt dây động rừng thì chưa chắc là tôi đã tìm ra cô y tá và nhà bảo sanh đó một cách nhanh chóng và sớm sủa như vậy. Mà có tìm được thì cũng chắc gì người ta sẽ nhớ tới cô là ai. Ván này cô thua, tại vì cô động trước. Mình à, tôi... Mình à, mình ơi mình à kìa. Tôi biết cô sẽ đứng ở bên ngoài để nghe lén, nên tương kế tụ kế để dụ cô biết không? Sống với cô bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn đánh giá thấp khả năng của cô. Sao? Cảm giác lừa gạt đàn ông là cảm giác thích thú lắm đã. Không, thiệt sự là tôi không có lừa dối mình. Tôi đã bất chấp hết tất cả để giữ đứa con trai của mình, dù không danh không phận. Nhưng bữa đó chắc là mình vẫn chưa quên. Tôi đã muốn ngất xỉu, nhưng mà mình không có ngó ngàng gì tới tôi cả. Mình lo bồng cô vợ yêu quý của mình vô nhà thương. Chính mình đã làm mất đứa con trai đó, bây giờ mình còn trách tôi sao? Mình ơi, mình tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi mình. Lúc đó thiệt tình tôi quẫn trí quá. Giọt máu của mình, đứa con trai của mình, nó sẽ không chết ngạt. Nếu như mà tôi tới nhà thương sớm hơn một chút, thằng nhỏ chết mà chưa kịp nhìn mặt cha của nó, tôi đã loạn trí ôm con của người khác. Đến khi tỉnh lại, tôi mới biết là tôi đã làm chuyện tày trời rồi. Tôi sợ nên tôi không dám nói sự thật. Sợ? Cô sợ rồi cô lừa thằng Cẩm hết kiếp này đã. Nó là con trai của tôi mà. Mình ơi, tôi lại mình, tôi lại mình. Mình tha cho tôi, tha cho tôi đi mình ơi. Tôi lỡ dại lần này thôi, từ ra về sau tôi không dám nữa đâu. Mình tin tôi đi mình. Tôi thề tôi sẽ trung thành với mình mà. Tôi sẽ hầu hạ mình với cô ba. Tôi lại mình, mình tha cho tôi lần này. Mình ơi. Mới năm nào tôi gặp cô, cô vẫn là cô gái lẹo đẹo đi theo Cẩm Thư. Vậy mà hôm nay cô đã trở thành một người đàn bà lọc lội đáng gờm. Có bao giờ cô tự soi mình chưa? Nhìn cô thay đổi đến giường nào. Tôi ước gì cô cũng giống như ngày đó. Giá mà Thư cũng còn ở đây thì bà chúng ta vẫn có thể như ngày xưa hòa thuận êm ấm. Tôi bị như vậy là vì ai? Vì tiền của, vì đàn bà mà anh đã hại tôi khổ sở hết lần này tới lần khác. Đúng vậy, tôi cố tình trả đũa anh đó. Coi như chúng ta huề đi. Anh hãy thả tôi đi. Có lúc anh sẽ cần tới con Hồng Xuân này. Cô là người thông minh, cô thử suy nghĩ coi. Tôi thả hay là tôi sẽ trả thù cô? Anh gian sỏi, là ơn anh tha cho tôi đi.
Anh tha cho tôi đi, từ nay tôi không dám nữa đâu. Anh tha cho tôi đi. Tôi không dám nữa đâu. Tha cho tôi đi. Chăm sóc cẩn thận nha bay, đừng để chết. Đừng. Dạ. Đừng làm như vậy mà. Anh đừng làm như vậy mà. Các người muốn gì? Tránh xa tôi ra. Tránh xa tôi ra. Đừng lại gần tôi. Tránh xa tôi ra. Dạ thưa thầy, bệnh liệt của ông Phan như thế nào hả thầy? Bệnh liệt của ông 5 phần là do tức giận trúng gió, 5 phần còn lại là do hồi trẻ bôn ba. Thân thể của ông bị dắt kiệt. Bây giờ tôi chữa cho ông, chừng vài tháng nữa là ông có thể phát âm, nói chuyện được và đi bộ được vài bước. Vậy thì tốt quá. Dạ con cảm ơn thầy. À, không có chi. Cảm ơn thầy. Ngủ ngoan đi cậu. Ghi dầu à. Dầu à. Ơ cha cậu về kìa. Cha cậu về rồi, nín cha đi. Cha cái ha. Gì mà cha? Ai kêu mày đưa nó ra đây? Cậu ơi nó khóc quá, cậu bồng cho nó đỡ khóc đi cậu. Em nói vô trong cho tao. Nhanh lên. Dạ. Bực mình nín đó. Đi cậu. Nín nha cậu. Cái gì mà la sùm vậy hả? Thằng nhỏ nó biết cái gì mà la nó? Giận cá chém thớt à? Ủa, nếu như mà không có thừa nhận nó là máu mủ ruột rà thì đem nó cho người ta nuôi đi. Chứ ngày nào về cũng ngó mặt nó anh chằm dầm vậy sao sống? Muốn cho hay muốn giữ tụi cô? Cho cũng phải tìm ra cái lý đúng mà cho. Chứ còn không á là mình không thoát khỏi miệng đời đâu đó đa. Miệng đời nói gì thì kệ họ, tôi không cần quan tâm. Hồi đó đó, nghe lời con Hồng Xuân, tưởng nó là con trai mình nên một hai đời nuôi tôi cũng làm phước. Rồi bây giờ sáng mắt chưa? Lúc đó tôi nói anh không chịu nghe. Thôi được rồi, để bữa nào tôi ôm nó lên Sài Gòn, tôi kiếm ngôi chùa nào tôi gửi nó vô đó. Tùy cô. Kim Cẩm à. Kim Cẩm à. Kim Cẩm. Ông kiếm chồng tôi hả? Ông kiếm chồng tôi. Tôi mời ông ngồi. Kim Cẩm có hẹn với Ngô. Ngô chờ miết ở ngoài tiệm giải mà không có gặp. Nó kêu phụ xe kéo ngồi vô lại chứ. Tôi kêu chồng tôi ra. Tôi có hẹn nhau mà mấy hôm nay lô bu quá quên mất. Mời ông ngồi. Mày uống nước. Thôi liệt rồi. Ngồi tới lại bằng chuyện chứ không phải lại uống liệt. Chuyện ăn uống gì đó lại tính sau đi. Tôi nói thiệt, mấy hôm nay mấy ông tăng tiền nhận tải lên cao quá, làm sao tôi sống nổi đây. Lúc phải là ngộ tự tăng lâu chứ, lôi quăng không à. Nó là bên nhận tải họ quy định tăng giá. Chắc là tôi phải tìm cách khác. Chứ tăng miết như vậy tôi lỗ vốn. Chớ tôi à. Bộ nị giận hả sao? Ngồi thách lắm. Nị có đi kiếm cái chỗ nào chuyên trở coi. Mình ơi. Mình. Dạ. Chăm cho anh Mình trà. Nè, nhanh đi Mình. Ba Kiềm bà xã của tôi, người Sài Gòn. Cái chuyện gia cả có thể từ từ bằng lại á. Có trà rồi. Rồi cảm ơn Mình. Sáng dịp Mình dọn cho tôi một bữa cơm, thêm rượu thêm đồ ăn để tôi mời ông Phiền đây. Dạ. Vậy thì hôm nay ông phải ở lại
dùng một bữa cơm với rượu thân mật cho tôi à nghe. Luôn rồi, luôn rồi. Mời á, mời. Mình ơi, cơm nước em dọn xong hết rồi nè. Rồi, tới liền. Dạ, mời, mời, mời. Dạ, xin mời ông Phi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ xin mời ngồi, mời ngồi. Dạ, dạ. Mình ngồi đi. Dạ, hai người ngồi đây ăn uống tự nhiên nha. Em vô coi con. Ê, đâu có được. Con đã có tụi nó lo rồi. Mình cứ ngồi đi. Lâu lâu mới có khách quý tới thăm. Phải ngồi ăn chung vui với chứ. Rồi, được rồi. Mình. Đây, rượu quý đây. Dạ, mời ông. Ây da. Ông Phiền à, cứ tự nhiên nha. Bây giờ cũng chiều rồi. Ông cứ ở đây chơi, rồi tôi sẽ tìm cho một chỗ để cho ông Phiền nghỉ ngơi. Không sao à, liêm lai à, ngồi ở lâu cũng liệt mà. Mình uống cho vui nghe. Rồi rồi, xin mời, xin mời. Ây da, rồi rồi rồi, ở đây à. Mời đi à, mời đi. Đó, mình phải như vậy nè. Để sau này á, tôi có bận biểu gì thì cũng có người tiếp khách giùm tôi. Luôn rồi. Dạ, xin mời, xin mời. Dạ, dạ. Mời. Dạ đây, rượu ngon, rượu ngon, rượu ngon. Phải rồi, rượu ngon, rượu ngon. Ngon thì uống nữa, tự nhiên nghe. Dạ, uống đi. Uống đi. Hả? Vui quá, lâu lâu có khách quý tới nhà, vui quá. Dạ. Mời, 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 mời ly, mời ly. Hay bữa nay là vui dạ, mà. Dạ, mời. Hay vũ ngon ạ. Dạ, vào 3 ra 7 mà, thêm đi nữa nha. Rồi. À. Mà ly phải rót cho vợ ly uống nữa chứ. Hay uống chung mà, uống chung, uống chung, uống chung. Rót lại, rót lại. À. Hay à. Bữa nay vui mà. Còn sao đâu vui mà. À. Đúng rồi. À khoan khoan. Uống là phải ăn chứ. Ờ đúng rồi. Đây tôi gấp cho mình nghe. Ây đúng rồi, phải vậy chứ. Đây. Cái này à, cứ lễ ngộ tự nhiên ha. Đây cũng phiền đây. Ây bây giờ rồi uống. Mời. Rồi. Dạ dạ. Bữa nay con nhận vui à, chúc mừng ha. Đây mời, mời, mời. Ây, dạ, 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 mời, mời, mời. Cảm ơn ha. À. Mình ơi. Ừ? Sao mình? Em thấy chóng mặt quá. Em vô trước nha. Ừ, mình vô trước đi. Dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Khoan, cứ từ từ, hết sức bình tĩnh, còn sớm lắm. Đêm nay sẽ là của ông. Tôi sẽ lo cho ông tất cả. Mời. Dạy mày. Dạ. Mình vô rồi đó hả? Thơm quá. Hả? Hả? Ông giữ phòng của tôi vậy? Hả? Bố tôi ra, bố tôi ra. Trời ơi, mình ơi, mình ơi. Chết bố lỗi ngõ rồi. Mình ơi, cứu em. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Mình ơi, cứu em, mình ơi. Ông có sao không vậy? Sao cái gì? Bố lỗi lý à? Lý gạt ngộ à?
Lý lỗi nó làm trò sẵn, trò sẵn cái con khí. Nó làm ngộ thế mũ lỗi ngộ luôn nè. Ở đây nè, ông Phiên, ông Phiên. Ông Phiên. Mày là đồ khốn nạn. Mày là đồ khốn nạn. Mày là chồng tao, sao mày hại tao chứ? Sao mày hại tao chứ? Im đi. Nếu cô là vợ của tôi, cô phải giúp tôi. Ngu. Em về nha, em chị về Thư nha, chị. Mọi người về nha. Thôi gì dạ. Về nha Thư. Dạ chị. Cẩm Thư à... Cẩm Thư ơi, cứu mình với. Cô mình bị anh hai của Thư đuổi ra khỏi nhà rồi. Thư về dưới năn nỉ ảnh đi, cho mình một con đường sống. Làm ơn đi Cẩm Thư. Không, tôi không thể nào quay về căn nhà đó được. Chỉ có một mình Thư nói ảnh mới chịu bỏ qua cho tôi thôi. Làm ơn đi Cẩm Thư. Làm ơn giúp tôi đi mà Cẩm Thư. Xuân buông tôi ra đi. Không thể nào được. Tôi là tôi, anh ta là anh ta. Tôi không thể nào đủ sức thuyết phục ảnh được. Tất cả chúng mày, tất cả chúng mày đều là một ruột với nhau. Hồng Xuân, Hồng Xuân. Ủa, ba Kim. Nè, coi bộ dạng của mày kìa, sáng sớm mà say xỉn như vậy hay sao? Anh hai kệ em. Mày làm gì vậy? Em uống để em quên hết. Em không, không muốn nhớ nữa. Nhớ gì? Nhớ cái thằng khốn nạn đó chứ nhớ cái gì? Nó làm gì mày? Anh hai ơi, anh hai. Là chuyện gì? Nó chuốc rượu cho em sai. Nó kêu người vô hãm hiếp em. Mày vừa nói gì nói lại coi. Hả? Mày nói cái gì? Nhưng mà cũng may, vừa đó em cũng còn tỉnh. Em đạp cái thằng đó ra khỏi người em. Không, không được. Tao phải xuống dưới kiện nó ra tòa, cho nó sổ khám một vài năm. Anh hai đừng, anh hai đừng có đi kiện. Không được. Em thương con em. Em còn thương nó nữa. Mày nói chuyện gì tầm phao vậy? Anh đừng có kiện nó. Nó bán vợ đợi con như người ta, còn tình nghĩa gì nữa? Cái giống bạc bẽo đó mà mày nói mày còn thương nó. Không được. Tại sao không được? Ai đó? Rồi hả? Là cô.
Sao? Không ngờ là tôi hả? Mời ông tới đây để làm bạn nhậu thôi. Cô Diễn chưa hiểu. Uống đi. Mời. Người ta khuyên là phụ nữ thì nên uống rượu vang. Nếu mà uống rượu vang đỏ thì là người lãng mạn, còn uống rượu vang trắng thì tinh tế. Rất tiếc là tôi lại không thuộc hai nhóm người phụ nữ này, cho nên tôi đành chọn rượu mạnh vậy. Uống vào miệng là nóng bừng, nhắc ta phải tỉnh táo trước trò đời. Cô thiệt là lạ quá. Lạ từ ngoại hình cho đến suy nghĩ. Lúc đầu tôi không nhận ra cô. Cô cũng cao tay lắm, kiếm được chỗ tôi ở. Sao? Thằng Sỏi có biết cô và Mo gặp bữa nay không? Người ta nói kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tôi muốn hợp tác với ông để lấy lại những gì mà tôi đã từng có. Hợp tác với tôi? Thôi thôi, phụ nữ sáng nắng chiều mưa. Hôm nay cô đòi hợp tác, ngày mai cô lật mặt, không chịu trả thù cho cha con cô. Cô nói đi, làm sao mà Mo tin được cô một lầm một giả với Mo chứ, đúng không? Thứ nhất, hắn không phải là cha của con tôi. Chính hắn tự tay giết chết con của mình hai lần. Một lần hắn bắt tôi phá thai, còn một lần vì một con đàn bà khác mà hắn đẩy tôi tới sảy thai. Thứ hai, đương nhiên là yêu cầu hợp tác với ông thì tôi phải trưng bày thành ý của tôi trước chứ. Được, Mo chờ thành ý của cô. Vậy thì ông về trước đi. Khi nào chuẩn bị xong, tôi sẽ gọi. Cô đúng là đạt bà. Kêu đến rồi đuổi đi, trong tích tắc. Rượu ngon lắm. Khi nào cần, cứ gọi Mo tới hầu rượu. Đàn ông thôi, tham lam gấp bội đàn bà. Đăng Minh Chiếu. Hả? Nè, ông đi đâu vậy? Mo dọn qua nhà vợ của Mo. Ủa, ông lấy vợ nào sao tôi không biết? Mới ra tòa thị chính ký tên hồi sáng. Giờ Mo dọn ít đồ qua bển ở. Xưa giờ ông đâu có khoái lấy vợ, sao giờ tự nguyện trói buộc vậy? Hay là lãng tử hồi đầu? Rồi ông dọn lên khu trung tâm, ông cũng sợ thằng Cẩm nó tìm ra ông hay sao? Đó mới là vấn đề. Nó chắc chắn tưởng Mo nghèo túng, phải trốn chui trốn nhủi trong mấy khu ổ chuột. Giờ Mo dọn qua khu nhà giàu, dễ gì mà nó tìm được. Mà nếu nó có tìm được, làm gì được nhau? Trên đời này không bao giờ có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn thôi. Nếu mà bây giờ Mo bày một miếng bánh to đùng có quá nhiều lợi ích trong đó thì ngu gì mà nó hại Mo hả? Sao? Tôi chờ anh lâu lắm rồi, anh có đi hay không? Xong rồi. Ông lấy cô này hả? À, quên giới thiệu với tôi, đây là vợ của Mo, mới cái giấy ra. Ông lấy cô này
có nghĩ tới cô ta từng là vợ của cha tôi, là người tình của thằng Cẩm, kẻ thù của em gái tôi không? Quên nói cho tôi biết, ông già của tôi cũng biết tụi tôi lấy nhau. Không thể nào. Có đi hay không? Tôi đi trước à? Có gì gặp tôi sao? Thế giới này điên hết rồi. Cô tránh ra. Cô từ từ đi cô. Cô thưa ông. Tại cổ xong vô á. Ra ngoài đi. Dạ. Cô có chuyện gì không? Giữa tôi và cô không còn gì để nói nữa. Chuyện cá nhân thì đã xong, nhưng mà chuyện làm ăn thì chưa bắt đầu. Đàn bà thì làm ăn được cái gì mà đòi ngồi đây bàn chuyện làm ăn. Ông phán lược à. Trước khi tôi về làm vợ của ông á, tôi cũng là con nhà gia giáo, được học hành tử tế đàng hoàng, chứ không phải là loại đàn bà mong lượm ở ngoài đường ngoài xá đâu nha. Trong hôn nhân tôi thất bại, cho nên là tôi muốn được thử sức trong chuyện làm ăn. Ông giúp tôi chứ. Cô cứ nói thử xem, cô tính kinh doanh mặt hàng gì? Nếu tôi thấy khả quan, tôi sẽ cho cô vay vốn với lãi suất thấp. Tôi không đến đây để xin vay. Tôi đến đây là để đề nghị hợp tác làm ăn với ông. Hợp tác làm ăn? Tôi làm nhà băng chứ đâu phải thương gia buôn bán đâu mà hợp tác làm ăn với cô chứ. Mà nè, cô có bị ấm đầu không cô Hồng Xuân? Dù gì thì cũng từng đầu áp tay gối. Ông cũng nên cho tôi một chút mặt mũi chứ. Nhưng mà thôi, tôi cũng không làm phiền ông lâu lắm đâu. Trong lúc sống chung với nhau thì ông với mấy ông bạn Tây của ông nói chuyện bằng tiếng Tây trước mặt tôi, mà tưởng là tôi không biết tiếng Tây đa. Tôi quên nói với ông là tôi tốt nghiệp trường nữ học Sài Gòn phải không? Môn tủ của tôi là tiếng Tây đó thưa ông. Ông hợp tác với một vài băng đảng lớn của Pháp. Ông giúp chúng mở các tài khoản tại ngân hàng, rồi nhận một số tiền lớn từ nước ngoài. Tại đây, ông lại rút hết tiền trong các tài khoản này. Bước kế tiếp, ông lần lượt chuyển tiền cho mấy công ty ở Việt Nam và Pháp. Người ta gọi hình thức này là gì ta? À, là rửa tiền. Cô muốn tống tiền tôi chứ gì? Được, cô muốn bao nhiêu? Nói đi, tôi sẽ cho. Muốn bố thí vài đồng cho tôi để tôi biến khỏi đời ông sao? Đâu có dễ dàng như vậy được. Không đâu. Ông ngồi đi. Tôi tới đây là để bàn chuyện làm ăn, chứ không phải là để tống tiền. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi muốn bắt tay làm ăn với ông. Ông hiểu chưa? Cô ngoài xinh đẹp và tuổi trẻ, cô có gì để làm ăn với tôi? Tôi có người, có đầu mối. Chắc là ông vẫn chưa quên Đăng Minh Chiếu chứ. Hắn bây giờ là chồng của tôi. Chuyện này tôi đã nghe cô nói lần trước rồi, nhưng tôi không có nghĩ thằng ký giả hạn mạc đó lại có thể đảm đương trong câu chuyện lớn mà cô vừa nhắc tới. Ông cũng già rồi, mắt giống gì ông phải đau đầu đi tìm công ty để rửa tiền có đúng không? Ông cứ để đó cho tôi. Thôi, cô nói thử tôi nghe kế hoạch của cô ra sao. Hiện tại thì tôi có sòng bạc và những mối hàng buôn bán cực lớn. Sao? Tôi thôi được, tôi chấp nhận lời đề nghị của cô. Như vậy thì quá hay rồi. Chúc mừng sự hợp tác cùng ông. Mời
mẹ nó. Phải nhẫn nhịn lắm tôi mới không đuổi thằng em rể khốn nạn nó ra khỏi nhà. Còn em tôi bị hại mà vẫn một lòng một dạ theo nó. Nó nói ngọt mấy câu là quên hết tội lỗi của nó. Đàn bà thiệt là ngu xuẩn. Mo thì thấy ngược lại. Đàn bà khôn lắm. Họ đang để cho mình coi thường họ. Rồi một ngày nào đó họ leo lên đầu lên cổ tụi mình. Họ ngồi không biết lúc nào luôn. Tôi biết ông nói tới ai. Thì con vợ Mo chứ ai. Đừng tưởng tôi tin vô câu chuyện lãng mạn của hai vợ chồng ông. Hai người đang tính toán tranh giành tài sản với thằng Giang Sổ chứ gì. Tôi nói ông biết nha. Nó lên nhà mà than thở chuyện làm ăn bị phá đủ chỗ. Có phải ông làm hay không vậy? Tôi hỏi Mo với tư cách gì? Anh vợ của thằng Sổi hay là một người bạn của Mo? Anh vợ của nó hả? Tôi không dám đâu. Cái thứ đá cá lăn dưa như nó chỉ có ông mới thâu nạp thôi. Đó, ông thấy chưa? Vợ nó hại ông tới thân tàn ma dại, rồi phải bám ngược vào con đàn bà mà nó dứt bỏ đi. Nhưng thôi, tôi biết ông cũng có nỗi khổ riêng nên tôi không nhắc nữa. Nhưng giờ tôi muốn hỏi ông, với tư cách là một người bạn được chứ. Bữa phi vụ mà ở trên biên giới là do ông với tôi phá. Còn mấy trận gần đây có phải cũng do ông hả? Mo có tham gia chút đỉnh thôi. Tại vì có người nhìn nó ngứa mắt. Thôi đi, người nào mà ghét nó dữ dội ngoài ông với con Xuân. Tôi biết ông muốn kéo tôi về trận tuyến của ông, nhưng ông đừng có quên, con Ba Kiềm là vợ của nó. Nó thất bại có nghĩa là con Ba Kiềm cũng thất bại. Tuy nó lấy thằng Cẩm, chỉ sinh được một đứa con gái duy nhất, nhưng giờ nó đẻ không được, nên con gái nó sẽ hưởng được gia tài này. Nè, ông tha cho nó một con đường, nể mặt tôi mà làm được không? Tha cho nó? Thằng nó cũng đâu có tha cho Mo đâu. Nó đuổi tận giết tuyệt Mo kìa. Nó phản trắc quay lưng lại hãm hại một người, một người đã cho nó vào vai. Con trai của một người nổi tiếng giàu nứt đố đổ dách giàu nhất xứ Bạc Liêu này, thì Mo làm sao để cho nó yên được? To cũng là người làm giấy tờ cho nó mà. Tôi nhớ không? Cho nên mới nói nó ngu lắm. Tại vì mọi chuyện của nó nằm trong tay của Mo và To. Muốn lật mặt nó dễ mà đúng không To? Lúc đó những đứa con chính thức, những đứa con ruột thịt của ông Kim Phan sẽ là người nhận hết gia tài. Nó không ngu đâu. Nó biết ai nắm thóp của nó chứ. Từ ngày nó lấy con Ba Kiềm, tôi đã giúp nó xóa hết dấu vết quá khứ. Anh hai muốn nói gì vậy anh hai? Hôm nay mày lấy con Ba sẽ là em rể của tao. Nhưng tao không bất ngờ vậy em tao nó đòi lấy mày. Trong bụng dạ tao không ưng, nhưng tao chính là người làm giấy tờ đổi thân phận cho mày. Mày có phải là Kim Cẩm hay không? Mày biết, tao biết, tay ký giả cũng biết. Nhưng giờ mày với tao đã là người một nhà rồi, nên tao sẽ giúp mày che giấu sự thật này. Anh hai, anh nói thiệt anh hai, em cảm ơn anh hai nhiều lắm. Anh hai cứ yên tâm, giao Ba Kiềm cho em hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho mẹ con cậu suốt đời. Được, vì lời hứa của mày hôm nay, tao sẽ xóa hết dấu vết quá khứ của mày. Dạ. Từ nay mày không còn là thân phận của Lý Giang Sỏi nữa. Nó không tồn tại nữa. Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Cảm ơn anh hai nhiều lắm. Anh hai à, em ra ngoài nha. Bây giờ muốn chứng minh nó là giả, chỉ có nước rước cha ruột và má ruột nó đứng ra làm chứng. Nhưng hai người đó mồ yên mã đẹp rồi. Hai sáng, Tại sao tôi dám thông đồng với nó như vậy? Tại sao hại Mo như vậy? Từ nay tôi với To không còn qua lại gì với nhau nữa. Còn nữa, Mo sẽ tính sổ riêng với thằng Sỏi đó. Có người đang chờ nó kìa, văn bảy chờ nó kìa. Đừng tưởng cái thân phận này của nó
không ai dám đụng tới. Tại sao tôi làm như vậy? Tại sao tôi làm như vậy? Kể từ ngày ông lấy con Xuân, ông với tôi không còn là bạn nữa, nhớ chứ? Hãy sáng, mày, mày hay lắm, mày cũng vậy. Mày nói không? Đại ca tha cho em, nói em nói. Là thằng Ba Nghiệp. Ba Nghiệp là thằng nào? Nói, Ba Nghiệp là thằng nào? Dạ, thằng Ba Nghiệp. Ba Nghiệp là thằng nào? Dạ, thằng Ba Nghiệp là thằng du đảng ở vùng biên giới. Thấy nó biết việc và rành rẽ đường xá nên em cho nó theo chuyến hàng này. Bình thường em cất tiền kỹ lưỡng lắm, nhưng mà nó dám vô trong phòng lấy tiền luôn đó đại ca. Làm sao nó biết tiền để đâu? Làm sao nó biết được tiền để đâu? Nói. Thằng Ba Nghiệp này nó rất là lấu cá đó đại ca. Mỗi ngày nó đều mời người này người kia nhậu, rồi la cà nói chuyện chơi, rồi nó còn đi quanh cái số hàng của mình để nó kiểm tra nữa. Rồi nó có biết mình buôn hàng gì hay không? Nó biết không? Dạ. Dạ. Dạ dạ. Em nghĩ nó có thể đánh hơi được hàng trong kho của mình là cái gì? Tụi bay, hai thằng bay, bằng mọi giá phải giết được thằng đó. Tiền của thầy mất, không thể để cho nó bị bắt. Rồi nó khai lung tung nghe chưa? Nghe rõ chưa? Dạ, đại ca. Dạ. Nguồn tiền dự trữ còn lại bao nhiêu? Dạ không còn lại bao nhiêu hết. Lấy tiền bên sòng bạc đắp vô. Dạ. Dạ đại ca. Sòng bạc dạo này ế ẩm lắm, mà không biết làm sao á. Ở cái xứ Bạc Liêu này nhỏ xíu à, mà mọc lên những cái sòng bạc lớn hơn nữa. Mẹ nó. Tại sao? Tại sao vậy? Em nghe dân cờ bạc đồn, có người đứng chống sau lưng mấy sòng bạc là một bà chủ có thế lực rất lớn, muốn bao nhiêu bỏ rất bấy nhiêu, mà chỉ ưu tiên cho sòng bạc. Cái gì? Bà chủ lớn hả? Dạ. Bà chủ lớn? Tụi mày có biết nguồn gốc bả đâu ra không? Em nghe nói bả ở trên Sài Gòn đó. Em biết nghe được vậy. Nếu đại ca cần, em sẽ đi kiếm. Mẹ đó. Xem ra tao phải làm một chuyến lên Sài Gòn mới được. Thôi về đi mình. Thôi, tôi không có về dưới nữa đa. Tôi ở trên này luôn á. Bây giờ ở trên này mình thấy vui không? Con ở nhà nó nhớ mình, nó khóc miết đó. Cho nên là tôi phải lên tận đây năn nỉ mình về với con đó. Tôi ở đây luôn. Tôi đã nói rồi, tôi không về dưới nữa. Thôi đi vô ngủ à. Thôi mà. Bữa giờ anh khỏe chứ? Khỏe. Sao giờ mày mới lên kiếm con Ba vậy? Bộ mày không cần tới vợ con nữa hả? Anh cũng biết rồi, cô Ba Kiệm nhà mình á, tánh tình ngang ngược bậc nhất. Còn công chuyện làm ăn của tôi rất là nhiều, đâu phải lúc nào tôi cũng rảnh dành thời gian để năn nỉ. Tôi chạy theo cổ làm cái gì? Mà anh coi coi, cô bỏ về trên đây rồi bỏ con dưới quê vậy đó, anh coi được không? Làm mẹ như vậy là đúng hay sai? Với lại dạo này á, công ăn chuyện làm của tôi gặp nhiều trục trặc. Tôi nghĩ có người muốn đánh thẳng vô trong mặt của tôi. Không biết là tôi đắc tội với ai nữa, mà bữa giờ nó hành tôi quá. À, chừng nào cha về vậy anh hai? Không biết. Như vậy? Không biết khi nào cha về. Tôi đang tính hỏi mượn cha một mớ tiền. Mượn tiền là sao? Tiền hồi môn con Ba Kiệm nó đưa hết cho mày rồi đó. Còn nếu mượn tiền riêng của cha thì mày quên đi. Mày coi đi, nhà này chỉ có cái xác không, chứ của cải gì nhiều. Mày làm ăn lớn, mượn bao nhiêu cho đủ? Không, tôi tính hỏi với nhà băng. Nhà băng thì bây giờ quy định thắt ngặt lắm, tao nghĩ mày nên tính cách khác đi. Những phi vụ này kiếm bộn, nhưng rủi ro rất là cao. Nếu như bị bắt được là tử hình vẫn còn nhẹ. Vậy cha rút ra đi, nhà mình đâu có thiếu tiền. Mày tưởng cha mày của nẻ đầy bồ à? Giàu sang phú hộ à? Chủ một nhà băng lớn, người ta giao cho cha mày cái chức chủ tịch hiệp hội nhà băng hả con? Trong cái nghề này, tất cả đều phải tuân thủ một quy ước ngầm, và cha mày phải tuân thủ theo quy ước đó nên mới có thể leo cao được thân thế như ngày nay đó. Tất cả đều nằm trong một mạng lưới, mạng nhện khổng lồ, mà trong đó tao chỉ là một mắt xích nhỏ thôi. Thuận theo thì sống, nghịch thì bị loại trừ không thương tiếc.
tới thời điểm này thì đã quá muộn rồi con. Không còn là chuyện rửa tiền nữa, mà người ta không cho phép rút lui, nên tao không cho mày vô nhà băng, không cho mày vô tham gia hoạt động của tao đó. Vì mày là một thằng con trai độc nhất, nếu lỡ tao có chuyện gì thì nhà này vẫn còn có mày. Con Ba Kiềm còn dựa vô mày. Cha không cho con vô, vậy sao cha lại đồng ý cho con Xuân và thằng Chiếu? Hay cha là tình cũ không rủ cũng tới? Con à, một ngày ân nghĩa cũng là vợ chồng, dù hận cổ cỡ nào tao cũng không đành lòng thấy cổ trượt dài mà không kéo một tay. Cổ còn trẻ quá mà. Cha quên con đó đã từng lừa cha như thế nào sao? Đàn bà họ có ba đầu sáu tay đi nữa, cũng chỉ muốn tựa vào một cái cây đại thụ thôi. Nếu không có chuyện đứa nhỏ thì biết đâu chừng giờ này vợ chồng cha đã sống hạnh phúc bên nhau rồi. Thiệt, nghĩ cho cùng, đứa nhỏ đó cha đã ấm bồng từ nhỏ, cha cũng mến tay mến chân, cha đâu có muốn xa nó. Nhưng ngặt nỗi cô Xuân, cổ tự ái, cổ bồng thằng nhỏ đi đó chứ. Cha không ngờ đời cổ lại khốn khổ tới như vậy. Cha tha thứ cho con Xuân dễ dàng như vậy? Hèn nào mà nó dám uy hiếp đòi chia phần trong phi vụ rửa tiền. Không phải cổ thì cũng là một người khác à con. Mà hợp tác với người mình quen thuộc, nhưng dù sao cũng dễ hơn. Cô ta còn định kéo thằng Cẩm vô, mà tưởng là tao ngu đần không hiểu. Đúng là trẻ người non dạ đó. Sao lại có thằng Cẩm trong phi vụ này? Con nghĩ nỗi hận thằng đó trong cổ phải cao hơn núi chứ. Cha cũng không hề biết hiện tại trong đầu cổ đang nghĩ cái gì, chỉ thấy tội tội nên cha đồng ý mà thôi. Mà giờ cổ đã là vợ chính thức cổ đăng minh chiếu rồi. Chuyện làm ăn với cổ, cha không cổ suý với cổ, nhưng cũng không phá hoại. Còn nếu cổ và đồng bọn nhảy nhót cho hăng rồi tự hủy diệt lẫn nhau là chuyện của cổ. Cha không nghĩ tới Ba Kiềm hay sao? Nó lấy thằng Cẩm rồi có con với nó. Cái hồi nó đầu cưới thằng Cẩm, tao cũng ngăn cản nó được đâu. Mày cũng biết tính nó mà, bây giờ gái gả chồng cũng đã là con của nhà người ta rồi, tao cũng không thể làm gì hơn nữa. Thằng Hai à, tao biết mày thương em gái mày, nhưng giờ mày có làm gì cũng không hữu ích đâu con. Sao con không làm gì cho mình trở nên mạnh hơn, giàu hơn, để sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì mày còn đủ khả năng mà lo cho em. Hai à, mày không được vội đụng tới thằng Cẩm, nó còn hữu ích với tao. Sau này mà lỡ có chuyện gì á thì con thuyết phục con Ba Kiềm nó ký giấy bỏ chồng. Nhà này không thiếu miếng cơm cho mẹ con nó. Mày thật sự túng thiếu như vậy hả Sỏi? Sao anh lại gọi tôi? Tên cúng cơm của mày chứ gì? Là tao nhớ cái thời mày còn là thằng Sỏi. Ở cái sòng bạc gì tao quên mẹ nó tên rồi. Nè, anh đừng quên đi. Nghe, đó là điều tốt cho anh đó. Mày hù tao hả? Tôi không hù anh. Những gì cần lấy, để cái tên đến chìm xuống vực, anh đã lấy hết rồi. Mày muốn mượn tiền làm ăn? Anh có mối hay sao? Thì ra cô cũng nằm trong đường dây cho vay tiền này đã. Anh ngạc nhiên cũng phải thôi, bởi vì anh tưởng anh đã vui con Hồng Xuân này xuống bùn đen rồi đã. Nhưng anh sai lầm rồi. Người như cô có lẽ là quên lấy một thằng háu sắc nào đó. Vợ chồng ân ái bấy lâu nay mà anh coi thường tôi quá sức, đúng là không công bằng mà. Tôi không muốn nói chuyện với cô. Kêu người đứng đầu ra đây cho tôi gặp. Ồ, vậy khi tới đây người ta không nói cho anh biết vị trí của tôi ở đâu trong đường dây này đa. Anh nghe đây, cấm kỵ của người làm ăn thứ nhất là mất bình tĩnh, phải kiên nhẫn chứ. Thứ hai là không biết đối tác mặt mũi là ai với ai. Anh đến để xin dây tiền à? Cô cao tài lắm. Cô cấu kết với kẻ nào để điều hành đường dây này? Không phải cứ dựa vô đàn ông
thì Hồng Xuân này mới ngóc đầu lên được. Sao anh không nghĩ tôi với nhà đầu tư này là mối quan hệ công bình, cùng bắt tay làm ăn? Cô rót tiền để cho bọn thương lái lẫn sòng bạc ở Bạc Liêu có đúng không? Để ngắn chân tôi chứ gì? Cũng không hẳn là như vậy. Họ muốn phát triển thế lực cho nên họ tìm tới tôi. Tôi có tiền thì tôi giúp họ, sẵn tiện để họ chèn ép anh. Một tay cự phú Bạc Liêu, một công đôi việc thôi. Anh hại tôi tới thân tàn ma dại mà. Bây giờ tôi nhờ họ khiêu nhẹ anh một chút thôi. Một chút hả? Cô có biết là tôi sắp trắng tay hay không? Anh nói cái gì? Trắng tay hả? Cả gia tài đồ sộ của cha tôi anh ăn cả mấy đời cũng không hết. Tiền trong gia tài đó muốn rút ra được thì phải có chữ ký của Cầm Thư. Chứ không phải anh đã ép cha tôi ký di chúc để lại tất cả gia sản cho anh sao? Nếu như dễ dàng như vậy tôi đâu cần tới đây. Mà tôi hỏi thiệt nghe, tiền của cô ở đâu mà cô rót vốn? Anh nên hỏi là tôi có nên cho anh vay vốn hay không. Cô làm như vậy là để trả thù tôi à? Cuộc tình của tụi mình đã không thể cứu vãn. Em cũng đã cố gắng để có thể quên đi tất cả, nhưng thật lòng em không thể nào quên được. Sao? Có phải anh nghĩ là tôi sẽ nói ra những lời cảm động này với anh hả? Trí tưởng tượng của đàn ông thật là đáng buồn. Tôi không quên, nhưng anh cũng không xứng để con Hồng Xuân này phải quỳ xuống chân anh van xin cái thứ tình cảm ban phát đó. Anh nghe rõ chưa? Nếu không có chút tình cảm gì trong này, cô nói đi. Điều kiện gì để tôi được vay vốn? Tốt thôi, bây giờ chỉ nói chuyện làm ăn thôi. Tiền lời chia 5 năm. Cô làm gì mà được tới 5 phần? Tôi có tiền, với lại tôi cũng có mối quan hệ với các hãng xưởng ở Tây Dương. 4, 6. Ừ, được. Nhưng tôi muốn nhắc anh, chỉ Lục Tỉnh thôi thì không đủ. Anh nổi tiếng ở Lục Tỉnh, nhưng mà ở Sài Gòn anh không có ưu thế. Đúng vậy, tôi xuất phát từ Lục Tỉnh, Sài Gòn tôi chưa bao giờ nghĩ phải mở rộng địa bàn ở đây. Anh đã quên một người rồi. Cô em gái họ của anh, Cầm Thư, bây giờ thì cô ta đã nổi tiếng khắp Sài Gòn rồi đó. Chắc là anh không có đọc nhật trình, ở trên đó có viết bài về cổ. Hiện giờ cổ càng lúc càng làm ăn lớn đa. Ủa? Thư. Dạ con chào dì Tư Bền. Chào cô. Dì khỏe không? Khỏe. À cô Thư ơi. Dạ. Dì có cái chuyện này á, lâu nay muốn nói mà ngại quá. Có chuyện gì dì cứ nói con nghe đi. Dì Tư á, có đứa em gái, nó đi buôn đi bán rồi nó lấy chồng ở ngoài Trung. Vừa rồi á nó về ăn đám giỗ, cái nó nghe dì Tư kể về cô Thư á, ở trên Sài Gòn á cô Thư có một cái tiệm mai áo dài thiệt là nổi tiếng. Vậy mà cô Thư còn lặn lội đi về miệt này á để mở tiệm mai. Nó nghe vậy á, nó nói dì Tư giới thiệu với cô Thư đặng cho nó bán lụa. À, nói nào ngay á, nó có một cái tiệm lớn lắm ở ngoài Hội An á. Nếu được như vậy thì cũng tốt lắm. À, dì nói với chị đó đó, là khi nào mà chị xuống đây được á thì cứ lên Sài Gòn kiếm con nha. Tháng tới á nó vô lại để xây mộ phần cho ba má của dì. Dì sẽ nói với nó, nói không phải khen chứ, tơ lụa của cửa hàng nó đẹp nhất vùng Hội An đó đa. Tơ lụa của nó mà mai áo dài đẹp nhất hạng luôn á. Tốt quá vậy. À dì, con thưa thiệt với dì nha, nhà con vốn dĩ
là có truyền thống mua bán mặt hàng tơ lụa. Những loại hàng cao cấp như là gấm Thượng Hải, lụa Quảng Châu hay các sản phẩm bên Miến Điện ở Ba Tư con đều thấy qua hết rồi. Nhưng thật ra lâu nay con cũng đang tìm một loại vải thật là mềm mượt để may áo dài. Con vẫn muốn tìm kiếm chính là loại vải của nước mình, mà từ xưa tới giờ lãnh Mỹ A thì lại dày quá, gấm thì màu sắc lại đơn điệu quá. Từ lâu con cũng có dự định là sẽ đi ra Hội An một chuyến để tìm những tấm lụa nhẹ với lại mịn hơn để may áo dài. Mà con có nghe đồn là ở ngoài Hội An lụa tốt lắm đó Đa. Mặc mùa nóng thì thấy mát lắm, mùa lạnh thì lại thấy ấm. Được dì giới thiệu như vậy con mừng lắm. Con còn chưa kịp cảm ơn dì nữa. Có gì nhờ dì nói qua một tiếng, nếu được như vậy thì tốt quá chứ. Con cảm ơn dì. Ơn á, thì ở đây dì phải cảm ơn cô Thư đó. Dạ. Nhờ cô Thư về cái làng Hạ này mở tiệm may, mà mấy đứa con gái ở cái làng này đứa nào nó cũng may giỏi đó Đa. Dạ có gì đâu dì, con phải cảm ơn dì mới đúng á. Cô Thư, dì Tư có cái chuyện này muốn hỏi mà hổm rày cứ lần chần hoài. Bộ có chuyện gì nữa hả dì? Dì cứ nói đi. Vì sao mà cô Thư lại chọn cái làng Hạ để truyền ngày mai? Mấy người ở bên làng Thượng á, họ cũng muốn cô Thư á dạy cho con họ để mà biết cách mai. Dạ thưa dì Tư, rảnh rỗi á con cũng sẽ xuống dưới đó, con chỉ cho mọi người biết mai. Mai mốt á, nếu như mà ai có thắc mắc, dì cứ nói là đây là quê ngoại của cô Thư. Vậy đa, vậy cô Thư con cái nhà ai? Dì á, ở cái làng Hạ này từ khi mới lọt lòng á, mà sao dì không biết đa? Dạ thưa dì, ông ngoại con là ông Lâm Gia Chánh. Trời ơi, vậy là cô Thư là con gái của cô Ánh Xuân. Dì cũng biết má con nữa hả? Biết, dì Tư còn biết rất rõ nữa. Hồi nhỏ ha, dì Tư với má con hay đánh banh đũa. Vậy hả? Dì hay xuống nhà của con chơi lắm. Mà bà Ánh Xuân vẫn khỏe hả con? Dạ, nói thật với dì, má con cũng mất lâu rồi. Trời ơi, má con á nhỏ hơn dì Tư mấy tuổi lận đó. Còn cha con? Cha con vẫn khỏe chứ? Dì nhớ có một lần cha con về dưới này cũng lâu lắm rồi. Đó là lần cuối dì gặp má con. Nghe nói cha của con là thương nhân, nhà hội đồng làm ăn buôn bán giàu nhất xứ Bạc Liêu đó Đa. Vậy mà má con yểu mạng, thiệt là tội. Dạ. Mà má con bệnh sao mất vậy? Dạ thôi cũng trễ rồi, con xin phép dì con đi về trước nha. Con đi mạnh giỏi nha. Dạ. Cầm Thư. Ủa, anh Dũng Linh, sao anh lại ở đây vậy? Anh đi tìm nhân chứng trong vụ án Kim Cẩm. Nghe nói họ chuyển tới vùng này cho nên anh tới. Hồi nãy nghe ông trưởng ấp nhắc tới Cầm Thư, anh nghĩ đó chính là em, cho nên anh án lại. Không ngờ em làm được nhiều việc ghê. Nghe bà con ở đây họ khen em dữ lắm đó. Chuyện của em có đáng gì đâu mà họ khen chứ. À, vậy anh đã tìm ra được người cần tìm chưa? Người đó anh nghi là má ruột của hắn, nhưng bà này cũng chết được mấy năm rồi. Vậy cũng khó quá Đa. Hồng Xuân cô ấy lên Sài Gòn rồi, em có biết không? Dạ em biết. Sao tự nhiên anh nhắc Hồng Xuân vậy? Có người bạn cũ là ký giả, họ nói là gặp lại Hồng Xuân với Đăng Minh Chiếu. Nghe nói bây giờ họ là vợ chồng. Cái gì? Họ là vợ chồng? Số cổ cũng trương chiên quá. Anh Dũng Linh, anh có biết cô Hồng không? Cô Hồng? Có phải là người tình của cha em? Ngày hôm qua em có gặp cổ trong làng Hạ này nè. Cô ấy có nhận ra em không? Em nghĩ là cô ấy nhận ra, nhưng em không biết sao là cô ấy cứ giả lơ. Anh nghĩ chúng ta nên gặp cô ấy, thuyết phục cô ấy ra làm chứng. Em nán lại đi cùng gia được chứ? Rất may là tôi có liên hệ tốt với ngài Phó Lý trưởng. Dạ xin chào. Ngài nhắc nhở tôi có người đang điều tra hàng hóa của tôi.
Nếu hàng quá bình thường thì không nói. Có người dám sử dụng kho hàng của chúng tôi với mục đích là chứa hàng cấm. Có thể sử dụng kho giải thì phải là người của bên công ty. Bà có thể rà soát lại, coi thử người của bà thế nào, coi có phải là nội gián hay không. Trạng sư Chi phân tách rất đúng. Người có thể sử dụng kho bãi của chúng tôi vào những mục đích phi pháp phải là người khá rành rẽ các hoạt động công ty của chúng tôi. Cũng có thể là tụi kia có tay trong trong công ty của chúng tôi, nghĩa là làm nội gián. Nhưng cũng không ngoại trừ là chúng tôi đang nuôi ông tay áo. Người trực tiếp điều hành việc chứa hàng cấm, hàng lậu trong kho bãi của chúng tôi cũng chính là người của chúng tôi. Cũng may là ngày Phu Lý cảnh báo với chồng tôi. Nếu không thì vợ chồng tôi có thể tự điều tra chân tướng nội gián. Nhưng thì khó, vì việc điều tra này sẽ đụng tới những đối tác làm ăn của chúng tôi, thậm chí là đối tác cỡ bự. Vì thi thoảng chúng tôi cũng cho họ mượn kho để chứa hàng. Điều này cũng có ghi trong hợp đồng liên kết làm ăn. Điều đó cũng chính là lý do chúng tôi nhờ các vị đây, để điều tra là chuyện đó là người của chúng tôi làm hay là bên đối tác làm. Bà yên tâm, chúng tôi sẽ làm theo ý bà. Cảm ơn ông. Dạ, tôi xin phép. Con phải chuẩn bị kế hoạch hành trình rồi rời đi trong đêm nay, cho nên không kịp báo cho Cầm Thư. Dì sẽ chăm sóc Cầm Thư trong khoảng thời gian này. Con cứ yên tâm đi đi. À, còn chuyện điều tra về thằng con giả đó thì sao? Dì có cảm giác như mọi chuyện đang dậm chân tại chỗ. Bộ không có ai liên lạc được bất cứ chuyện gì về mẹ ruột của hắn hay sao? Dạ, hôm trước con cũng có rất nhiều nguồn tin, xuống tận dưới quê nhưng mà không phải thứ gì. Ở dưới đó con có gặp một người có liên can rất nhiều đến ông Kim Phan cha Cầm Thư. Nhưng bây giờ con chưa tiện nói tên ra đây. Con biết tất cả chúng ta đều đang rất sốt ruột trong chuyện này. Nhưng mà ở thời điểm này, ai sốt ruột thì người đó sẽ là người thua cuộc. Con cũng đang nghĩ tới một nhân chứng khác rất quan trọng. Sao dì không nghĩ tới bà đỡ của dì ngày xưa? Sao dì khờ vậy nè, bỏ gần mà lại cầu xa. Đúng ra dì tìm được bà Năm Tiền ngày xưa đỡ đẻ cho dì là được rồi. Nhưng mà cũng đã mấy chục năm rồi, có lẽ bây giờ việc tìm bà đỡ này cũng sẽ không dễ dàng đâu thưa dì. Bây giờ muốn người muốn tiền thì không sợ, chỉ sợ bà qua đời. Dì đừng nghĩ tới chuyện xấu đó, mình cứ hy vọng vô cái tốt trước đi. Chuyến đi này con nhớ là phải cẩn thận nha. Không tìm được manh mối mà quá sức nguy hiểm, sinh mệnh mới là quan trọng. Đừng có mạo hiểm, nhớ nha. Dì và Dượng không biết cậy vào ai, nên đành phải nói khó với Trạng Sư Chiêu để giao việc này cho con. Cực chẳng đã dì mới để con đi làm, chớ thiệt lòng dì Dượng không muốn chút nào. Dì đừng lo, nhưng khi con quay về, con muốn dì đi cùng với con, đi lựa một chiếc nhẫn thiệt đẹp nghe. Bộ hai đứa tính. Thầy ơi, con xong rồi nè. Xong rồi hả con? Dạ. Thầy thấy sao? Được lắm. Mấy chục năm trong nghề, thầy chưa thấy thiết kế nào mà bay bổng như vậy. Con sinh ra để làm nghề này đó con à. Con cảm ơn thầy. Mà thầy nè, sao thầy không chịu về nhà nghỉ ngơi đi? Thầy đợi con chi cho mệt vậy? Thầy chỉ lo là con cần người giúp đỡ nên thầy mới quanh quẩn ở đây coi con có cần gì hay không. Nếu xong rồi thì thôi, dẹp qua một bên rồi về ngủ nghỉ đi. Con mà thức giờ nào là thầy thức giờ đó đó. Mà giờ thầy chỉ còn bộ xương già này, mà con nỡ lòng nào để thầy phải thức trắng mấy đêm liền hay sao?
Con biết rồi, bây giờ con với thầy đều được về nhà nghỉ. Dạ. Chào cô Thư. Con chào, chào mấy cô. Lan ơi, ra tiếp khách giùm chị nha. Dạ, mời mấy cô vào đây. Hôm nay có mấy mẫu áo tân kỳ mới lắm. À vậy hả cô? Dạ. Dạ, mời cô dạ, vô. Con mời dì vô xem. Dạ. Dạ, mời cô. Mời cô vào trong. Mời cô vô. Anh lên Sài Gòn mấy bữa nay rồi, tính mời em đi ăn trưa. Mà coi bộ tiệm của em bận rộn quá. Mà bộ có chuyện gì gấp anh hai? Bộ anh hai không thể mời em gái đi ăn một bữa hay sao? Mà hôm nay em bận lắm. Hay là anh ngồi đây đi, anh em mình nói chuyện cũng được. À, vậy cũng được. Dạo này anh thấy em xanh xao hao mòn quá. Con gái như em cứ bôn ba ở ngoài vậy, anh thấy không có tốt. Anh hai rất là buồn. Thôi về nhà đi, anh hai lo cho em. Em thấy mình rất ổn, đâu đến nỗi nào xanh xao hao mòn đâu. Với lại anh hai cũng đã lập gia đình rồi, em đâu thể nào ăn nhở đầu anh hai hoài được. Em nói bậy nói bạ không à. Căn nhà đó là của cha má để lại, nó là nhà chung của hai anh em mình. Sao em lại nói là ăn nhờ ở đậu chứ? Em không sợ anh đau lòng à? Thật ra thì anh cũng biết di chúc mà cha để lại phần lớn di sản là cho anh, nhưng nó cũng có phần em mà. Nhưng anh nói thiệt, nếu như không có chữ ký của em thì anh cũng đâu lấy được gì trong đó. À, hay là anh kêu trạng sư tới để làm thêm tờ trích lục phụ trương cho em, để chia tách bạch phần của em và phần của anh ra, để khi em cần em có thể tự quyền mà sử dụng. Em thấy sao? Em không cần. Anh hai thấy rồi đó, bây giờ em cũng tự lập rồi, em không cần quá nhiều tiền, chỉ cần đủ nuôi mình là được rồi. Thôi được, em muốn sao cũng được. Em suy nghĩ như thế nào thì đó là chuyện của em. Thật sự là anh thấy em rất khác so với ngày đầu mà anh đã gặp em. Ngày đầu anh gặp lúc em mới trường về, tóc cột hai bím lúc lắc dễ thương lắm. Còn bây giờ thì ai rồi cũng phải thay đổi mà anh. Dù cho tự nguyện hay là bị bắt buộc, nếu em cứ mãi là tiểu thư đài cát, nếu em không bị hất tung ra đường thì em đâu thể trở thành bà chủ của áo dài Việt được chứ. Lỗi cũng tại anh hai, đã không bảo bọc được em. Thôi đi, chuyện qua lâu rồi, em không muốn nhắc tới nữa. Mà anh hai đừng có gợi lại chuyện xưa, em không thích đâu. Thật lòng anh hai muốn giúp đỡ cho em một tay. Anh không muốn em mưa nắng cực nhọc, làm gì cực khổ. Nhưng mà anh càng nói thì lại càng khiến cho em bực bội. Nhưng mà anh thôi vậy đi, anh hai nói quỵt tẹt với em luôn. Hiện giờ anh hai có một phi vụ rất là tốt, anh chừa một phần cho em. Anh vừa mới nhận được một số vốn rất là lớn của một công ty bên Pháp, họ đầu tư vô. Nếu em cần, anh hai sẽ giới thiệu cho em một vốn 4 lời. Người mà đầu tiên anh nghĩ tới không ai khác, đó chính là em của anh. Anh nói là họ sẽ trực tiếp đầu tư vào tiệm của mình hay sao chứ? Phải, họ đầu tư một số vốn rất lớn cho em, sau đó lãi thành họ chỉ cần 2 phần thôi. Sau 1 năm em có thể hoàn lại hết số tiền này. Anh nói là của Pháp. Ừ. Vậy thì em phải suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định được. Tất nhiên, làm ăn mình phải suy tính, anh thừa biết chứ. Thôi vậy đi, em cứ suy nghĩ cho thật kỹ, khi nào quyết định thì báo cho anh hai biết. Mấy bữa nay anh sẽ ở trên Sài Gòn, nếu có cần gì em cứ tìm anh ở chỗ nhà vợ. À mà thôi 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 khỏi đi. Anh sẽ qua đây tìm em, như vậy sẽ tiện hơn. Thôi cứ vậy ha. Anh về đi, em còn phải làm việc nữa. Cho tôi coi
kiểu áo này. Dạ. Nè, em lấy xuống giùm cổ nha. Dạ. Kiểu em đẹp. Đưa thước dây ra cho chị. Dạ. Thôi mình xem thiểm trong đi chị. Cô muốn mang theo kiểu tân kỳ đúng không? Ừ, ừ. Dạ, con sẽ đo cho cô nha. Ừ, này đẹp đó chị. Đó, còn là sáng nè. Ừ. Anh Dũng lên ơi. Anh Dũng lên, em cầm thư nè. Anh đi đâu vậy? Ông Trịnh cần người đi điều tra chuyện làm ăn. Chuyện này khẩn cấp và giữ bí mật tới phút chót, cho nên anh không tạt qua nói với em được. Xin lỗi em, anh sẽ cố gắng về nhanh. Tôi gửi. Cảm ơn. Dạ con thưa má. Chào con. Ủa con đi đâu vậy? Dạ hôm nay con tính là đi thăm cha con. Ủa sao không nói trước với má, để má đi chung với con? Dạ tại con thấy má đang đăng đê đê công việc cho nên con không dám rủ. Đúng là gần đây bên hãng giải của má gặp nhiều chuyện rối rắm, nhưng mà không sao, má thu xếp được. Vậy má với con đi ra ngoài nói chuyện một chút nha. Nếu con không gấp thì vô tiệm má có chuyện muốn nói với con. Tiệm đang đông khách, hai má con mình ra ngoài nói chuyện cho tiện. Vậy cũng được. Má con mình ngồi đây nói chuyện nha. Dạ thưa má, sao bữa nay con thấy má ốm quá vậy? Bộ má có chuyện gì buồn hả? Hay là má có chuyện gì lo? Hay là Dượng chọc giận má đúng không? Cho ổng ăn mật gấu, ổng cũng không dám chọc giận má đâu. Má đang tìm một người ơn mà mất tích mấy chục năm rồi, chỉ sợ là họ không còn ở chỗ đó. Không sao đâu má, mình cứ từ từ mà tìm vậy, rồi mai mốt cũng sẽ tìm được mà. Hổm rày thằng Dũng Linh đi xa, con có nghe tin gì của nó không? Chắc bữa đó ảnh đi vội quá, ảnh chưa kịp nói gì hết. Con bộ nguy hiểm quá đó. Má nghĩ Dũng Linh nó thông minh lại có võ, má nghĩ là nó sẽ tự bảo vệ được mình. Cầm thư, má cũng muốn về thăm cha con. Hay là vậy, con cứ ở tiệm chờ nha. Má sẽ về sắp xếp công việc, rồi sau đó kêu người qua rước con nha. Dạ, vậy cũng được. Vô. Chỉ là một kho hàng bình thường thôi, tại sao lại phải canh gác kỹ như vậy? Chim đó không? Bộ dạng ngông nghênh, hó cũng lạnh lót quá ha. Đó là chim chích chòe lửa, bộ lông dưới cực màu vàng nâu như là lửa. Giống chim này hót thì hay phải biết.
Nghe nó hót là quên hết chuyện trên đời. Ngày xưa còn trẻ, cũng từng có người muốn trèo cây bắt cho má con chim đó. Nè Minh. Nè, em ăn đi. Nè, ăn đi. Mình uống nước đi. Em nấu đường phèn với lại lá bạc hà, mình uống đi mát lắm. Mình nè, mình lấy đường phèn của ba lớn nấu cho tôi á. Ba lớn biết được cằn nhằn mình đó. Không sao đâu, em lấy lén mà, ba lớn không có biết. Lần sau á, đừng có làm vậy nữa nghe. Mà ở nhà đã có tay điền mà mình còn phải đi nhổ cỏ nữa. Em không có cam tâm khi thấy mình cực khổ vậy. Nhổ cỏ thôi mà, có cực nhọc gì đâu. Ở nhà mình á, chị hai thì lúc nào cũng nồng với ăn không mà. Bao nhiêu công chuyện cũng đổ xô cho mình làm hết á. Dù sao mình cũng là lá ngọc cành vàng, mà mình cưới phải tôi á, bây giờ mình phải chịu khổ như vậy. Tôi xin lỗi nha, nếu mình mà lấy người khác á, chắc không phải cực như vậy đâu. Trời ơi, mình đừng có nói vậy. Em chỉ làm công chuyện hơn có chút xíu thôi mà, có gì đâu. Em chỉ cần chịu cực chịu khổ chút xíu, nhưng mà có vợ có chồng. Chứ mình thấy không, giống như ông Chính sống trên á, hai vợ chồng cũng giàu có lắm, mà tối ngày cứ cự cãi nhau hoài. Mà ai đâu biết đâu ha, đẹp trai sáng lạng vậy, lỡ ra... Nè, lỡ ra cái gì vậy? Thôi, em không nói đâu, mất công nói ra rồi nó lại giận dậu thân. Nè, có gì á mình phải nói ra cho hết, để tôi coi có hợp lý hay không nữa chứ. Cuộc đời mà, đâu có ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Mà em với mình á là có duyên phận. Em cũng chưa bao giờ nghĩ là lấy mình sẽ không được hạnh phúc hết. Mình nè, nhưng mà mình cũng biết rồi đó, tôi là con của vợ nhỏ, cực nhọc á thì mình tôi còn có thể chịu được. Còn cưới mình về á, tôi không lo gì được cho mình hết. Để mình cực như vậy, bị sai khiến như vậy á, tôi thấy trong lòng á khó chịu luôn lắm. Mình à, chuyện trong nhà làm hơn có chút xíu à, em làm được mà. Đâu có khó khăn gì đâu mà mình nói chi mà nặng lời vậy. Bộ mình thấy hối hận khi lấy em hả? Làm gì có. Tôi cảm ơn mình nhiều lắm. Ơ Mình. Mình nghe tiếng gì không? Tiếng gì Mình? Tiếng chim kêu đó. Ê nè, hình như á là tổ chim chích chòe đó. Ê cầm đi, tôi trèo lên đó, bác xuống đây, tôi với Mình đứng ăn ha. Ê Mình. Hả? Mình làm vậy rồi lỡ lấy chim mẹ về không thấy chim con, nó đau lòng lắm. Với lại em cũng thích ăn chim đâu. Vậy thôi. Nè, mình ngồi xuống đi. Mình uống nước đi.